Thất bại đó thật đau đớn. Ký ức ấy sẽ mãi đi cùng với chúng tôi suốt phần đời còn lại. Đó là chia sẻ đến từ trung phong Myles Turner sau khi anh cùng tuyển Mỹ chỉ đạt vị trí thứ 7 tại FIBA World Cup năm 2019. Chưa bao giờ vị thế của đội bóng được gọi là Uncle Sam bị hạ thấp đến như vậy ở trên đấu trường quốc tế. Dù được dẫn dắt bởi huyền thoại sống Gregg Popovich cùng dàn cầu thủ NBA đầy chất lượng, Mỹ vẫn phải chịu dừng chân ngay tại tứ kết. Đối với tham vọng của quê hương bóng rổ, đó là một kết quả không thể chấp nhận nổi. Chứng kiến các đàn em thất bại ê chề, đại sứ của kỳ World Cup 4 năm về trước là cố huyền thoại Kobe Bryant đăng đàn khẳng định: chúng ta không nên đặt câu hỏi rằng liệu phần còn lại của thế giới đã bắt kịp Mỹ hay chưa, bởi rõ ràng họ đã tiến sát ngay cạnh từ rất lâu rồi. Bây giờ chúng ta phải đối diện với sự thực rằng đội tuyển Mỹ sẽ chẳng thể dễ dàng thắng được tất cả nữa. Đó là điều mà chúng ta phải chấp nhận. Quả thực, kể từ ngày mà thiên niên kỷ mới chạm ngõ, vị thế bóng rổ của nước Mỹ đang ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng. Nhân tài họ chẳng hề thiếu. Tuy nhiên, việc có quá ít cơ hội để thi đấu chung với nhau cũng như vấn đề đoàn kết trong phòng thay đồ không ít lần đã khiến cho đại diện của khu vực Bắc Mỹ phải ôm hận. Nghi ngờ ấy càng trở nên lớn hơn khi người hâm mộ nhìn vào bản danh sách 12 cái tên sẽ đến với Philippines vào mùa hè năm nay. Với hầu hết những cái tên còn trẻ và chưa có kinh nghiệm thi đấu theo luật của FIBA, chẳng ít fan khó tính đã gạch luôn hy vọng vô địch của đội tuyển con cưng. Cũng phải thông cảm cho những lo ngại của họ khi mà cả thế giới đã chứng kiến hình ảnh đầy bạc nhược của xứ sở cờ hoa tại Trung Quốc ở 4 năm về trước. Thế nhưng, nếu xem một cách khách quan, rõ ràng người Mỹ vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng với rất nhiều điểm mạnh khó ai bị kịp. Ngày hôm nay, hãy cùng với VietBasketball tìm hiểu về ưu và nhược điểm của đại diện đến từ quê hương của bộ môn bóng rổ. Điểm mạnh: 1. Nền tảng thể chất khác biệt. Trong quá khứ lẫn hiện tại, nếu không tính đến các ngôi sao với trình độ vượt trội, nền tảng thể chất chính là thứ vũ khí mạnh nhất của người Mỹ mỗi lần ra đấu trường quốc tế. Các cầu thủ ở trong tay huấn luyện viên Steve Kerr quả thật là ước mơ của mọi đội tuyển khi mà sức mạnh thể chất cho phép 12 cái tên này đều hết sức đa năng. Toàn bộ 12 cái tên trong danh sách được Liên đoàn bóng rổ Hoa Kỳ điền tên đều sở hữu sải tay dài lên chiều cao. Điều này khiến cho những đường chuyền của mọi đối thủ trước tuyển Mỹ đều trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Khả năng cắt bóng cũng là một trong những truyền thống lâu năm của người Mỹ trên trường quốc tế, đặc biệt khi sân đấu nơi đây nhỏ hơn, tạo điều kiện cho các cầu thủ của xứ sở cờ hoa thu hẹp khoảng cách nhanh chóng hơn với đối thủ cũng như cự ly đội hình. Đó là chưa kể tới tốc độ kinh hoàng đến từ những hậu vệ lẫn tiền phong ở trong tay chiến lược gia Steve Kerr. Người Mỹ thực sự đã và đang chơi thứ bóng rổ nhanh đến không tưởng. Các cầu thủ Mỹ luôn nỗ lực đưa bóng trở lại cuộc chơi nhanh nhất có thể, cũng như giới hạn số lần nhồi bóng. Thậm chí, người Mỹ còn chỉ cần trung bình chưa tới 7 giây để ghi điểm. Khổ thân cho những đạo diễn hình còn chẳng kịp cho khán giả xem lại tình huống highlight khi người Mỹ đã chơi quá nhanh. Trận đấu trước New Zealand trong ngày ra quân của tuyển Mỹ cũng chẳng phải ngoại lệ. Sau hiệp 1 có phần bất ngờ vì những sự nóng máy sớm của đối thủ, người Mỹ đã lấy lại được thế trận nhờ sức mạnh về thể chất. Sức mạnh hơn người của hàng trong lẫn hàng ngoài giúp cho đại diện Bắc Mỹ giật về lượng lớn rebound hơn 10 lần so với đối thủ. Đây chính là tiền đề cho màn lội ngược dòng khi mà trái bóng thường xuyên được họ kiểm soát. 2. Khả năng chuyển đổi trạng thái. Với nền tảng thể chất đáng sợ làm bàn đạp, người Mỹ xây dựng lối chơi nhanh với các tình huống chuyển trạng thái làm cốt lõi nhằm nắm lợi thế chủ động trong mọi trận đấu. Rõ ràng tại FIBA World Cup lần này sẽ không có bất cứ ai có thể so kẻ tốc độ với những quái vật như Anthony Edwards hay sải chân dài miên man đến từ Mikal Bridges. Ghi được điểm chỉ sau 6 hoặc 7 giây rõ ràng là lợi thế trong mọi đội bóng, đặc biệt khi họ có quyền lựa chọn thời điểm thi đấu đổi điểm hoặc gia cố hàng thủ nhằm tạo ra những pha chạy điểm. Một khi đủ sức giảm tối đa lượng thời gian cần cho một pha tấn công, rõ ràng 24 giây ở phần sân nhà sẽ được người Mỹ chăm chút hơn nhiều để tạo nên thế phòng ngự vững chắc hơn. Rất nhiều lần trong những trận đấu giao hữu tình World Cup, những đội tuyển nổi tiếng với lối chơi chậm như Tây Ban Nha hay Đức đã phải nhận trái đắng. Trước New Zealand thi đấu quá ngây ngô, cả thế giới đã được chứng kiến một lối chơi chóng mặt của Mỹ. Sau 40 phút thi đấu, đại diện xứ sở cờ hoa sở hữu tới 22 điểm từ những pha phản công nhanh, so với chỉ 6 điểm của New Zealand. Song song với điều đó, các học trò của huấn luyện viên Steve Kerr cũng ghi được tới 23 điểm nhờ những cú cắt bóng cực kỳ khó chịu. 3. Kỹ năng phòng ngự 1 đấu 1. Ngoài thể chất và lối chơi tốc độ, khả năng phòng ngự 1 chọi 1 cũng là niềm tự hào của người Mỹ. Với thứ bóng rổ 1-1 đã ăn sâu vào tiềm thức, 12 cầu thủ đến với kỳ World Cup 2023 đều là những tay phòng ngự sẵn sàng đeo bám đối thủ ra tới tận bãi đỗ xe. Vì vậy, tuyển Mỹ khả năng cao sẽ trở thành cối xay nát những đội bóng có trong tay 1 đến 2 siêu sao như Slovenia với Luka Doncic là điển hình rõ rệt nhất. Cùng với nền tảng thể chất siêu việt, khả năng chuyển trạng thái chóng mặt và bộ kỹ năng 1 đấu 1 thấm nhuần trong máu của mọi cầu thủ, ban huấn luyện của đội tuyển Mỹ đã tạo ra một chiếc kiềng 3 chân cực kỳ vững chãi cho chiến dịch mang vàng về xứ sở cờ hòa sắp tới. Điểm yếu: chiến thuật hạn chế và lối thi đấu mạo hiểm. Với quãng thời gian tập trung trước thềm các giải đấu lớn là quá ngắn, chỉ vỏn vẹn là khoảng 1 tháng, chiến thuật là thứ thường không được đề cao trong lịch sử của đội tuyển Mỹ. Thế nhưng, khi vẫn còn sở hữu lực lượng ngôi sao cùng với trình độ quá vượt trội so với phần còn lại, Uncle Sam vẫn chẳng hề lo lắng. Tuy nhiên, đó đã là câu chuyện của 10 đến 20 năm về trước. Hiện tại, đến ngay cả cầu thủ bản địa cũng phải chầy chật tại NBA trước làn sóng của các ngôi sao quốc tế. Đối mặt với những đội tuyển sở hữu tinh thần đoàn kết cũng như được tập luyện với nhau từ lâu, người Mỹ cần phải có sự thay đổi nếu không muốn chính mình trở thành cái bám đuổi. Đáng tiếc, khi thực trạng này vẫn tồn tại ở FIBA World Cup 2023. Qua những trận đấu giao hữu, đoàn quân dưới trướng huấn luyện viên Steve Kerr vẫn thể hiện lối chơi khá giống với đại đa số các đội hình khác trong lịch sử. Điểm đáng tuyên dương duy nhất là các cầu thủ giờ đây đã không còn chơi quá cá nhân như trước. Nhưng chỉ chơi đồng đội hơn một chút rõ ràng chưa phải là một viên thuốc hiệu quả với lối chơi thiếu chạy bài khi đối mặt với những đội bóng máu mặt. Qua 4 trận đấu giao hữu tiền World Cup, người Mỹ khi không thể chơi đánh phản công nhanh thì họ chỉ có đúng một lối chơi duy nhất ở nửa sân. Họ sử dụng các trung phong làm chạm trung chuyền bóng cũng như làm tường góc 90 độ ngoài vạch 3 điểm. Sau khi hậu vệ nhận được bóng, việc tiếp theo của 4 cầu thủ còn lại chỉ là chờ pha xử lý đến từ cầu thủ cầm bóng kia. Sự bị động này quả thực nguy hiểm ngay khi đối phương bắt được bài. Thậm chí nó còn trở nên vô cùng mạo hiểm khi người Mỹ hoàn toàn không có phương án chống phản công khi chỉ biết dựa vào các sức mạnh thể chất trong công cuộc đuổi theo quả bóng. Trước một New Zealand bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, họ vẫn để lộ ra một số điểm yếu chết người. Uncle Sam chỉ có 1/3 số điểm đến từ những tình huống phản công nhanh trên tổng số 99 điểm của họ. Nếu như đối đầu với các đội bóng chơi bản lĩnh và khoa học hơn tại vòng đấu loại, thầy trò Steve Kerr hoàn toàn có thể gặp khó. 2. Thiếu kinh nghiệm và sự khác biệt về luật lệ tại FIBA. Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Mỹ lần này đó chính là kinh nghiệm chinh chiến dưới áp lực lớn. Đội hình có trong tay của huấn luyện viên Steve Kerr chỉ có phân nửa từng có trải nghiệm tại NBA Playoff và tuổi trung bình chỉ là 25. Vì lẽ đó, trong những trận chiến mang tính chất sinh tử tại vòng loại trực tiếp, Hoa Kỳ hoàn toàn có thể gục ngã trước áp lực buộc phải chiến thắng của ứng cử viên vô địch hàng đầu. Ở thể thao hay bất cứ ngành nghề nào khác, tuổi trẻ đều có lợi thế về nhiệt huyết và cực kỳ dễ lên tinh thần khi thắng lợi. Thế nhưng, làm cách nào để giữ được cái đầu lạnh lại là chuyện không hề dễ. Đặc biệt, khi tại đấu trưởng World Cup 2023, Mỹ sẽ là mục tiêu nhắm đến của toàn thể các đội bóng còn lại. Nếu nhận phải những trận thua sốc, câu chuyện lên lại dây cót tinh thần cho cả đội hoàn toàn có thể khiến ông Steve Kerr phải đau đầu. Ngoài ra, cũng phải nhắc tới sự khác biệt tại điều lệ FIBA. Ngay trong trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Tây Ban Nha mới đây, Mikal Bridges đã dính phải một lỗi kỹ thuật không đáng có khi cố kéo tay cầu thủ đội bạn khi còi đã thổi. Việc phạm lỗi chạy bước cũng là vấn đề cần phải khắc phục nếu như các cầu thủ không muốn các pha phản công nhanh kết thúc lãng xẹt bởi tiếng còi đến từ trọng tài. Đáng chú ý nhất là điều luật FIBA không hề cấm việc mắc võng tại khu vực 3 giây. Những cầu thủ NBA của tuyển Mỹ đã không ít lần lơ đãng quên mất lợi thế này và để hỏng khu vực dưới rổ không một ai án ngữ. Vấn đề này cũng đã xuất hiện mỗi khi thầy trò Steve Kerr lên bóng. Các chàng trai trong màu áo cờ hòa chẳng những lần ôm bóng lao người cảm tử tới rổ để chỉ nhận ra mình đã bị 2 đến 3 cái bóng đối thủ quầy ra từ lúc nào không hay. Qua những phân tích sơ bộ trên, rõ ràng tuyển Mỹ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nhưng tồn tại rất nhiều điểm yếu chết người. Càng đáng ngại hơn khi đây vốn là căn bệnh cố hữu mà người Mỹ vẫn mãi chưa thể sửa được qua nhiều năm chinh chiến xa nhà. Thế nhưng, với lực lượng nhân sự đáng nể cùng bộ óc thiên tài của chiến lược gia Steve Kerr, rõ ràng tấm huy chương vàng là mục tiêu duy nhất và cũng hết sức thực tế với người Mỹ tại kỳ FIBA World Cup năm nay.